thấy con cá sạc khô, cá sạc mới khô, cá sạc một nắng cuối cùng lên Việt Nam qua ở bốn con. Chiều nay chiên thêm một món ăn cho bữa cơm chiều tối, mà để ngoài để hồi ấy mà mẹ ba lấy kéo ba cắt đầu cắt đuôi hết, cắt dãy gọn ghẻ nhìn nó hơi xấu xấu. Ok, một món ăn lẩu hôm qua dư lẩu hải sản tôm mực đồ cất đầu cá hồi lấy ra để kho, kho bằng nước tương thôi. Ngọt lật lại thì vừa chứ không một ngày không mặn chát. Này tỏi hành để nấu nồi canh xào mấy con tép á, nấu canh bầu thôi. Vô cái sạch nắng thì người ta mặn sẵn ở Việt Nam mà mình chỉ việc đem lên bỏ miếng dầu và chiên. Chắc không còn để đủ nấu canh mà hôm qua ăn lẩu cũng ngán rồi, cho nên chỉ là kho thôi, giống như là cá lóc kho vậy, cá hồi đâu thật không. Tôm, tôm tép còn mình lấy ra lật bỏ đầu rồi cái mình bầm 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 nấu canh ăn lẩu đầy lý nước nóng còn một nồi canh dĩa rau xào đó tôm để nấu canh ít thôi, thịt bầm với tôm bầm ra nghèo kỹ sợ hôi tủ lạnh trong nhà nên tủ lạnh mình đó để nấu đem vô chế biến trước thôi. Mấy cái đùi gà để air fry hướng con dầu lên cho mấy đứa nhỏ thì cháu cơm tối một bữa cơm rất Việt Nam. Đây canh tả bí lù mẹ nấu canh nước ít quá nấu nhiều quá không ai ăn được, nó ngọt nước cái này là mặn luôn chứ phải ngọt. I know because it's not sour anymore. Yeah, đây. Drumstick chicken, drumstick đùi gà nào mà qua tay bà ngoại, đùi gà, tôm, cua hay cá gì qua tay bà ngoại cũng là tỉa gọn hơn. Khô. Tiếp tục. Chị lấy mờ bí với lại